Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 17 tháng 9, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày xảy ra một vụ hỏa hoạn tại chung cư D17 trong khu đô thị Đặng Xá. Cụ thể, vào thời gian trên, tại khu vực tầng 3 của tòa chung cư cao 6 tầng D17 bất ngờ xảy ra cháy, Thời điểm xảy ra cháy vào lúc nửa đêm, rạng sáng, đã có rất nhiều người dân lo lắng chạy ra khỏi tòa nhà rồi hô hoán cứu hỏa. Sau khi nhận tin báo, công an huyện Gia Lâm đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. Khoảng 9 giờ 25 phút ngày 16 tháng 9, ngôi nhà cao tầng trên phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân bốc cháy ngùn ngột tại tầng tum. Khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên dữ dội, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ. Ngôi nhà bị cháy cao 6 tầng và tum, các tầng dưới cho thuê kinh doanh. Nguyên nhân ban đầu do công nhân sửa nhà sử dụng các loại máy cưa, tia lửa bắn vào xốp và bắt lửa khiến tầng tum ngôi nhà bốc cháy ngột ngụt. Nhận được tin báo, công an quận Thanh Xuân điều động xe chữa cháy, cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau đám cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về con người. Về cơ bản sự cố cháy không lớn nhưng do vật liệu cháy tạo thành cột khói đen cao vài chục mét. Căn cứ hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung đã phối hợp với công an quận Thanh Xuân thiết lập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân xử phạt nghiêm theo quy định đối với trường hợp này. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định số 2682 QĐ XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy với số tiền 12,5 triệu đồng đối với thợ hàn là ông NVP, quê quán Phú Xuyên, Hà Nội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!